Chào các bạn, Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng là một trong năm thành phố lớn trực thuộc trung ương. Vì vậy, sau những thành phố lớn trải dài khắp ba miền tổ quốc, Rượu Thông Minh chính thức chọn nơi đây là điểm dừng chân tiếp theo với showroom thứ 15 tại địa chỉ 12 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, với mục tiêu mong muốn đem lại những sản phẩm tốt nhất cùng cung cách phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện đến với khách hàng nơi đây. Rượu Thông Minh Hải Phòng sẽ đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của hệ thống trong những năm sắp tới. Và nhân sự kiện khai trương đặc biệt này, vào đúng 8 giờ chủ nhật ngày mai 26 tháng 11 năm 2017, Rượu Thông Minh sẽ có những phần quà ưu đãi đặc biệt, khuyến mại dành cho khách mua hàng cũng như khách tham quan trải nghiệm với nhiều quà tặng hấp dẫn cụ thể như sau. Một, ưu đãi đặc biệt dành cho khách xếp hàng mua hàng sớm nhất. Đối với khách hàng mua hàng sớm nhất tại showroom 12 Điện Biên Phủ trong ngày khai trương, với mỗi hóa đơn thanh toán trên 1 triệu sẽ nhận được ngay những quà tặng giá trị sau. Khách mua hàng sớm nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1.500.000, bao gồm một điện thoại Fujitsu F08D Nhật Bản, cảm biến vân tay chống nước camera 13 megapixel trị giá 750.000. Một pin dự phòng Microcom chính hãng 10.000 mAh đổi mới trong 12 tháng. Một gói bảo hành siêu tốc DKS bảo hành cả dưới móp. 5 khách mua hàng tiếp theo sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá lên tới 1 triệu đồng, bao gồm một điện thoại Nokia 3110 2 SIM 2 sóng trị giá 499.000. Một pin dự phòng Microcom chính hãng 10.000 mAh. Một gói bảo hành siêu tốc DKS bảo hành cả dưới móp. Và 10 khách mua hàng tiếp theo sẽ được nhận ngay phần quà trị giá 700.000, bao gồm một điện thoại Nokia 3110 2 SIM 2 sóng trị giá 499.000 và một viên pin dự phòng Microcom chính hãng 10.000 mAh. Thứ hai đó là chương trình khuyến mại bán hàng giảm giá sốc cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Độc quyền smartphone made in Japan chống nước camera 8 megapixel, Globetrotter đẳng cấp Hoàng gia Anh giá trị 499.000. Top smartphone hot bán hàng không lợi nhuận, nhận ngay combo quà tặng trị giá 350.000. Galaxy S7, S7 Edge Hàn Quốc hỗ trợ 2 SIM, chống nước chỉ còn 5.990.000 và 7.590.000 đồng. LG V20 chính hãng chuyên gia giải trí giảm 500.000 chỉ còn 4.999.000 đồng. Xiaomi Redmi Note 4X pin cực trâu 4.100 mAh giá chỉ còn 2.990.000. iPhone 6 quốc tế cũ chỉ còn 5.290.000 và iPad 4 chỉ còn 4.090.000. Smartphone chính hãng giảm giá sốc mức giảm lên tới 18%, hỗ trợ trả góp 0% cho các sản phẩm. Galaxy Z7 Plus chính hãng giảm 1.690.000 đồng chỉ còn 7.090.000. Galaxy Z7 Pro giảm tới 700.000 chỉ còn 6.290.000 đồng. Z7 Prime giảm tới 500.000. Oppo F5 chuyên gia selfie 20 megapixel giảm 700.000 chỉ còn 6.290.000. Oppo F3 Lite giảm tới 500.000 còn 4.990.000 và tất cả các sản phẩm thì đều được tặng kèm thêm gậy chụp ảnh selfie. Top 5 smartphone khủng đẳng cấp đáng mua nhất. Trong ngày khai trương thì các sản phẩm hàng đầu như iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus giá rẻ nhất được nhận ngay gói ưu đãi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất, bảo hành yên tâm như hàng chính hãng. Xiaomi Mi Mix 2 chính hãng 12.990.000 tặng ngay voucher giảm giá tới 1,2 triệu. LG V30 giảm giá 200.000 chỉ còn 13.790.000. Tặng thêm bảo hành, khuyến mại, full combo quà tặng dành cho khách hàng trong ngày khai trương. Theo đó, trong ngày 26 tháng 11 năm 2017, tại showroom 12 Điện Biên Phủ, với các sản phẩm khách hàng mua sẽ được tặng ngay 15 tháng bảo hành dành cho máy mới, tức là tăng thêm 3 tháng bảo hành so với mặc định. Tặng 12 tháng bảo hành dành cho máy cũ, tăng gấp đôi so với 6 tháng mặc định. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng full combo quà tặng gồm sạc cáp tai nghe, dán cường lực và ốp lưng cao cấp. Và cuối cùng sẽ là chương trình tặng 100 phần quà miễn phí dành cho khách tham quan, trải nghiệm showroom cũng có quà. Mỗi phần quà lưu niệm ý nghĩa trị giá 50.000 đồng, bao gồm một móc mở bia, một móc khóa bấm Rượu Thông Minh. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Rượu Thông Minh khu vực Hải Phòng và trân trọng kính mời quý khách hàng cũng như các đối tác đúng 8 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2017 cùng qua showroom 12 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, thành phố Hải Phòng để dự lễ khai trương cũng như nhận được những phần quà hấp dẫn. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.